Kính chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Một trận động đất kinh hoàng vừa xảy ra ở huyện Tích Thạch Sơn, Châu Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc vào 23 giờ 59 phút ngày 18 tháng 12 giờ địa phương. Tân Hoa Xã ngày 19 tháng 12 đưa tin ít nhất 111 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,2 độ tại tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc. Ngay sau khi động đất trên xảy ra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo tìm kiếm và cứu nạn tối đa. Ủy ban Quốc gia về phòng chống giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai của Trung Quốc và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp 4. Động đất gây thiệt hại đáng kể tại tâm chấn và khu vực xung quanh. Nhiều ngôi nhà cùng hạ tầng điện, nước, đường xá bị hư hại. Trần nhà rơi và các mảnh vụn khác nằm rải rác trên đường có thể được nhìn thấy trong các video mà người dân địa phương đăng trên mạng xã hội. Theo trang tin Wancha, tính đến 6 giờ ngày 19 tháng 12 giờ địa phương, tổng cộng 275 dư chấn đã được ghi nhận, trong đó 9 dư chấn có cường độ 3 độ Richter trở lên. Công tác cứu hộ đang được gấp rút tiến hành. Theo kế hoạch ứng phó khẩn cấp ngay sau khi trận động đất xảy ra, quan chức địa phương đã cử lực lượng quản lý tình trạng khẩn cấp và cứu hộ đến khu vực chịu ảnh hưởng. Một số khu vực ở tỉnh Cam Túc cũng như tỉnh Thanh Hải lân cận rung chuyển mạnh, khiến người dân chạy ra đường sau trận động đất. Nhiệt độ tại khu vực đang giảm sâu xuống dưới 0 độ C ở hầu khắp miền Bắc Trung Quốc. Nhiều cư dân tại khu vực động đất sưởi ấm bằng lửa trong lúc nhân viên cứu hộ dựng lều. Trước đó vào tháng 8 năm 2023, một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter xảy ra ở miền Đông Trung Quốc đã làm 23 người bị thương và khiến hàng chục tòa nhà bị sập. Từ đầu năm 2023 đến nay, Trung Quốc liên tiếp hứng chịu ảnh hưởng nặng nề từ các trận động đất với cường độ mạnh. Như vào ngày 8 tháng 9, ít nhất một người thiệt mạng và 29 người bị thương sau khi trận động đất mạnh 5,4 độ làm rung chuyển tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Những người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong khi hai người trong số này đang trong tình trạng nghiêm trọng, theo Cục Xử lý Tình trạng Khẩn cấp thuộc thị trấn Nội Giang, nơi xảy ra trận động đất. Ít nhất 17 ngôi nhà bị sập và 215 căn nhà khác bị hư hại trong trận động đất. Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CNC cho biết tâm chấn của vụ động đất sâu 10 km dưới lòng đất và có tọa độ là 29,5 độ Vĩ Bắc và 104,79 độ Kinh Đông. Hoạt động cứu trợ vẫn đang diễn ra. Khu vực bị ảnh hưởng nằm ở sườn phía đông của cao nguyên Tây Tạng và thường xuyên xảy ra động đất. Khoảng 10.000 hộ gia đình gần tâm chấn mất điện và nhiều chuyến tàu phải dừng hoạt động. Hàng trăm cảnh sát đã được điều động đến các khu vực bị ảnh hưởng để tham gia hoạt động cứu hộ. Giới chức trách cảnh báo người dân cẩn trọng khi các cơn dư chấn còn tiếp tục xảy ra. Trước đó vào tháng 5 tại Trung Quốc cũng xảy ra một trận động đất kinh hoàng khiến 31 người thương vong. Cụ thể, trận động đất ở miền Tây Trung Quốc hôm 11 tháng 5 đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Hãng tin AP đưa tin trận động đất xảy ra ở huyện Tắc Co Gan thuộc khu tự trị Tân Cương. Nhà chức trách Tân Cương xác nhận 8 người đã thiệt mạng và 23 người khác bị thương, trong đó có một người nguy kịch. Trận động đất cũng làm hơn 180 ngôi nhà bị sập, hầu hết chúng đều được xây từ gỗ, bùn hoặc đá. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm dưới đống đổ nát. Được biết, huyện Tắc Co Gan có số dân 33.000 người. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cho hay cường độ trận động đất vào khoảng 5,4 độ Richter xảy ra ở độ sâu 10 km so với mặt đất. Thời gian xảy ra động đất là 5 giờ 58 phút ngày 11 tháng 5 giờ địa phương. Các trận động đất thường xảy ra ở khu vực phía Tây Trung Quốc, nhưng do mật độ dân cư thấp nên thương vong không lớn. Tuy nhiên, một trường hợp cá biệt vào năm 2003, trận động đất mạnh 6,8 độ Richter ở huyện lân cận của Tắc Co Gan khiến 268 người thiệt mạng. Trận động đất kinh hoàng nhất ở Trung Quốc trong thế kỷ này là trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ở độ sâu 19 km tại tỉnh Tứ Xuyên tháng 5 năm 2008, khiến gần 90.000 người thiệt mạng. Trước trận động đất kinh hoàng khiến hơn 200 người thương vong ngày qua, Trung Quốc cũng đã phải gồng mình ứng phó trước ảnh hưởng nặng nề của rét đậm, rét hại. Vào ngày 16 tháng 12, Trung tâm Khí tượng Quốc gia NMC Trung Quốc đã ban bố cảnh báo xanh, mức thấp nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp về một đợt giá rét bao trùm hầu hết Trung Quốc, kèm theo băng tuyết và gió mạnh. Bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh, nhiệt độ ở các khu vực Liêu Ninh, Cát Lâm, Quý Châu và miền Nam Trung Quốc sẽ giảm tới 10 độ C trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 17 tháng 12.
Một số khu vực ở Cát Lâm dự kiến nhiệt độ sẽ giảm hơn 12 độ C. NMC dự báo đợt rét đậm trên phần lớn Trung Quốc sẽ kéo dài đến ngày 19 tháng 12. Theo NMC, một số khu vực ở miền Bắc Trung Quốc và các khu vực dọc theo sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà có thể chứng kiến nhiệt độ gần hoặc phá vỡ mức thấp kỷ lục cùng kỳ năm ngoái. Theo Tân Hoa Xã, NMC cũng đưa ra cảnh báo xanh về gió mạnh cho các khu vực bao gồm Nội Mông, Cam Túc, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô, Thượng Hải và Chiết Giang. Hãng tin Reuters cho biết, nhiệt độ dự kiến giảm xuống âm 40 độ C ở các khu vực thuộc tỉnh Hắc Long Giang và khu vực Tân Cương, cùng với Nội Mông, các tỉnh Cam Túc và Thanh Hải. NMC cảnh báo một đợt lạnh khác ảnh hưởng đến miền Trung và miền Đông từ ngày 18 đến 20 tháng 12, khiến nhiệt độ giảm xuống 8 độ C. Truyền thông Trung Quốc hôm 15 tháng 12 đưa tin, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi nỗ lực hết sức để ứng phó với tình trạng khẩn cấp này. Lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh phải hết sức chú ý đến công tác phòng chống thiên tai. Theo Tân Hoa Xã, ông Tập cho biết năng lực cung cấp than, điện, dầu và khí đốt cần phải được tăng cường và phải thực hiện công tác đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng, đồng thời đảm bảo người dân được sưởi ấm. Nhiệt độ giá rét diễn ra sau khi Trung Quốc chứng kiến một mùa hè nóng kỷ lục và lũ lụt tàn khốc ở miền Bắc. Các chuyên gia khí hậu cảnh báo về nguy cơ thời tiết cực đoan gia tăng do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Sự khắc nghiệt của mùa đông tại Trung Quốc đã gây ra nhiều ảnh hưởng nặng nề tại quốc gia này. Gần đây nhất là vụ tai nạn tàu điện ngầm Bắc Kinh xảy ra khi hai toa cuối cùng của một đoàn tàu bị tách ra, hơn 500 người được đưa đến bệnh viện trong đêm. Theo Ủy ban Giao thông thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, hơn 500 người đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Trong đó, hơn 100 người bị thương trong vụ tai nạn tàu điện ngầm xảy ra tối 14 tháng 12. Vụ việc xảy ra trên một đoạn đường ray trên mặt đất bị đóng băng khi sóng lạnh khắc nghiệt tràn qua miền Bắc đất nước vài ngày qua. Đường ray bị đóng băng là nguyên nhân chính gây ra tai nạn. Theo South China Morning Post, hai toa tàu cuối cùng của một đoàn tàu thuộc tuyến Sương Bình đã bị tách ra. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đoàn tàu dừng khẩn cấp sau khi có tín hiệu báo sự cố. Ủy ban Giao thông thành phố Bắc Kinh cho biết, địa hình dốc khiến các toa tàu trượt trên đường ray đóng băng và va chạm vào nhau. 512 người đã được đưa đến bệnh viện sau vụ việc, trong đó 67 người nhập viện, 102 người bị gãy xương ở các mức độ khác nhau. Ủy ban Giao thông thành phố Bắc Kinh ngay sau đó đã thông báo, hầu hết tuyến hoạt động như bình thường vào ngày 15 tháng 12 và hành khách có thể chuyển sang hai tuyến khác để đi đến khu vực trung tâm thành phố. Tuy vậy, sẽ có ít chuyến tàu hơn và tàu chạy chậm hơn để bảo đảm an toàn khi thời tiết khắc nghiệt vẫn tiếp diễn. Miền Bắc Trung Quốc đã hứng chịu một trận bão tuyết lớn trong những ngày gần đây. Người dân ở thủ đô được khuyến cáo nên ở trong nhà trước cảnh báo tuyết rơi dày đặc, trường học và các cơ sở giải trí ngoài trời đều đóng cửa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!